Thưa quý vị, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng và hạn chế tối đa số ca mắc tử vong để kiểm soát tình hình COVID-19. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, với các địa phương và các cơ sở y tế về công tác tiêm vaccine, công tác điều trị F0 tại các bệnh viện, tại nhà. Đồng chủ trì có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Với tình hình số ca bệnh nặng và tử vong có chiều hướng tăng, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp các ngành không chủ quan với tình hình dịch bệnh và quyết tâm triển khai các biện pháp, đồng thời tìm các biện pháp mới để kiểm soát tình hình, nhất là phải linh hoạt trong công tác phòng chống dịch. Và vấn đề tiêm chủng thì như chúng ta đã thảo luận và cái khẳng định của ngành y tế là chúng ta phải quyết tâm làm bằng được, bởi vì đây chính là một trong những biện pháp để chúng ta kiểm soát dịch. Nên tôi nhắc lại là chúng ta phải quyết tâm hoàn thành được mục tiêu của cái việc tiêm chủng và phủ một cách tối đa với các đối tượng cần phải tiêm chủng. Về công tác điều trị F0 tại nhà, Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế và các quận huyện tăng cường nguồn nhân lực cho y tế cơ sở qua việc đánh giá, sàng lọc lại chất lượng nhân lực làm việc, chứ không chạy theo số lượng. Các địa phương, trung tâm y tế phải giám sát chặt chẽ các F0. Bên cạnh đó, phải kịp thời chuyển ngay vào các cơ sở y tế các trường hợp F0 có nguy cơ, trên 65 tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm vaccine, để bảo vệ sớm những trường hợp này không chuyển nặng. Còn tại các cơ sở y tế, Bí thư Thành ủy đề nghị đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân khi điều trị phân tầng để đạt mục tiêu không để bệnh nhân tử vong. Về công bố cấp độ dịch, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương cần linh hoạt và phù hợp với thực tiễn trong việc đánh giá, không đánh giá cấp độ dịch đến cấp phường mà thu hẹp lại. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo, lưu ý về tổ COVID-19 cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương phân công lại nhiệm vụ của các tổ này. Bây giờ chuyển qua cái việc hỗ trợ cho nhân viên y tế và giám sát cái việc thực hiện cái cách ly tại nhà, điều trị tại nhà đối với những F0. Đề nghị giao cái việc này các đồng chí chủ tịch các quận huyện về họp chủ tịch các phường lại, các xã phải lại và hướng dẫn làm lại cái nhiệm vụ của tổ covid cộng đồng tại địa phương của mình. Chúng tôi nhắc lại và xong cái việc này trước ngày 15 tháng 2 thì số liệu của chính xác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất hỗ trợ cho các nhân viên y tế tại cơ sở. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh ngành y tế cần chủ động mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch, tuyệt đối không để thiếu.